Ok, hello, chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Trung Thợ Xây nha. Hôm nay chia sẻ cho anh em kỹ năng cách nào xây được tường 200. Chủ nhà bảo xây cái này thì chủ nhà bảo không phải chát nữa. Anh không phải chát nữa, xây quá đẹp rồi. Anh em nào qua kênh đăng ký kênh nhá. Nhắc chân ra xong mới xoay ra được. Đón họ rồi, có tiền chưa? Phải có tiền nhá. Kêu đi. We'll be right back.
Thank you.